Giác Bình động viên bản thân cố gắng phấn đấu để trở thành báu vật sau lần một ly hôn. Trong phần bình luận bài viết mà Giác Bình đăng tải, vị cá mập cũng lý giải lý do vì sao đàn ông một lần ly hôn là báu vật, kèm theo đó là dòng trạng thái cố gắng phấn đấu. Mới đây, bộ ba Giác Bình, Phương Oanh, bà Đào, Lan Hương, vợ Giác Bình lại một lần nữa khiến dư luận xôn xao bàn tán. Trên trang cá nhân, cả Giác Bình lẫn bà Đào Lan Hương liên tục cập nhật trạng thái, hình ảnh với nhiều ẩn ý sâu xa khiến nhiều người phải chú ý. Mới đây, trên trang cá nhân Giác Bình đăng tải trạng thái ẩn ý việc đang có mặt tại tòa để giải quyết vụ ly hôn. Kèm theo hình ảnh chụp tại Tòa án Nhân dân Hà Nội, Giác Bình viết, người ta nói đàn ông một lần ly hôn là báu vật, còn hai lần là rác rưởi. Bên cạnh đó, dưới phần bình luận, nam doanh nhân còn đính kèm một đường link giải thích cho dòng trạng thái của mình, nói rõ tại sao đàn ông ly hôn một lần lại là báu vật. Anh còn tự động viên mình, cố gắng phấn đấu. Kèm theo lời động viên này là link bài báo lý giải vì sao đàn ông ly hôn một lần là báu vật. Theo như bài viết này, có 9 lý do để đàn ông ly hôn một lần trở thành báu vật gồm: 1. Họ chọn bạn vì những phẩm chất thực tế hơn. 2. Họ đã hiểu phụ nữ cần gì và đời sống gia đình cần nuôi dưỡng ra sao. 3. Họ biết đâu là sai lầm và trưởng thành từ sai lầm. 4. Họ thường ổn định về tài chính. 5. Họ biết trân trọng hạnh phúc hiện tại. 6. Họ cảm nhận được sự thiêng liêng của hai tiếng gia đình. 7. Họ biết cân bằng trong các mối quan hệ. 8. Họ biết trân trọng bạn đời. 9. Họ có kinh nghiệm phòng the. Có vẻ như, nam CEO khá tâm đắc với nội dung này nên đã tự động viên mình cố gắng phấn đấu. Cách đây 4 tháng trước, khi Giác Bình xác nhận tình trạng độc thân và khẳng định đang hẹn hò với diễn viên Phương Oanh thì bà Đào Lan Hương cũng một mực cho rằng bà và Giác Bình vẫn đang là vợ chồng hợp pháp. Lùm xùm này càng đẩy lên cao hơn khi diễn viên Phương Oanh từng có những phát ngôn mang tính thách thức khán giả để bảo vệ tình yêu của mình, đăng tải ảnh tình tứ với Giác Bình để thách thức chính thất. Cùng thời điểm này, bà Đào Lan Hương cũng mạnh tay mời luật sư, lập vi bằng sẵn sàng bước vào cuộc chiến pháp lý với nữ diễn viên. Sau đó, Phương Oanh đã xóa hết hình ảnh chụp chung với Giác Bình, đồng thời khóa Facebook cá nhân và fanpage riêng một thời gian. Kể từ khi mở lại trang cá nhân, nữ diễn viên không còn những lời lẽ sốc nổi mà thay vào đó là những dòng trạng thái vui vẻ về cuộc sống. Giác Bình cũng từng có động thái tương tự người yêu của mình. Ngày 29 tháng 9 vừa qua, giữa bà Đào Lan Hương và Giác Bình đã có buổi hòa giải tại tòa, tuy nhiên, đôi bên vẫn chưa đi đến thống nhất cuối cùng. Sau buổi hòa giải, Giác Bình chia sẻ ông và vợ đã đề nghị tòa án cho thêm thời gian vì hai bên chưa đạt được thỏa thuận về việc chia tài sản. Đồng thời, trên trang cá nhân của mình, Giác Bình khẳng định các con và Phương Oanh là người bị tổn thương nhiều nhất.